Xin chào bạn, iPhone 12 chắc chắn là chủ đề được rất là nhiều anh em bàn tán trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là sau khi mà chiếc máy này được bán chính hãng, rất là nhiều người dùng cơ bản đã được tiếp cận với sản phẩm này rồi. Vậy thì với những người dùng cơ bản, khi mà họ nâng cấp từ thế iPhone 11 Pro Max lên thế iPhone 12 Pro Max á, thì họ có cảm thấy xứng đáng với cái khoản đầu tư của mình hay không? Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ mời tới một nhân vật luôn đứng sau những video của channel The Pixel, chính là bạn cameraman kiêm editor, bạn Khang. Xin chào mọi người, mình là Khang. Bạn Khang là cameraman kiêm editor của channel The Pixel. Những video của The Pixel có đẹp, có dở như thế nào thì chắc chắn sẽ do bạn ấy đảm nhiệm nha. Mình chỉ là ngồi trước ống kính và chém gió với anh em mà thôi. Và trước khi bắt đầu chia sẻ video ngày hôm nay thì với anh em nào mà đang quan tâm thế iPhone 12 hàng chính hãng V&A, đừng quên ghé qua hệ thống Di Động Việt. Di Động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng iPhone chính hãng đến từ Apple với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Quay trở lại với video chia sẻ ngày hôm nay thì Khang cho anh hỏi là lý do tại sao mà em lại nâng cấp từ iPhone 11 Pro Max lên với thế iPhone 12 Pro Max nhỉ? Mặc dù với cá nhân anh thì anh thấy rằng là nó cũng chả khác biệt gì mấy, và cũng là lý do, một trong những lý do bên cạnh cái việc là không có tiền của anh, cho nên là anh không mua iPhone 12 Pro Max. Với em, cái lý do khiến em nâng cấp từ iPhone 11 Pro Max lên 12 Pro Max thì đơn giản, nó là iPhone 12 Pro Max. À ok, là bởi vì Apple ra một thế hệ mới thì em sẽ nâng cấp lên. Nói chung là tín đồ của Apple mà, đúng không? Thì cứ mỗi lần mà Apple ra một sản phẩm mới thì chắc chắn là chúng ta iFan thì sẽ mong muốn đi mua. Anh cũng là một iFan, anh chả bao giờ anh nói anh không phải iFan cả. Cứ miễn sản phẩm nào ra mắt, hàng tốt, hàng xịn là cứ iFan thôi. Samfan anh cũng nhận luôn, Oppo fan anh cũng nhận luôn, rồi là Vinsmart fan cũng nhận luôn. Ok, vậy thì sau cái sự nâng cấp theo sở thích của em thì em cảm thấy rằng là cái mức đầu tư nâng cấp từ thế iPhone 11 Pro Max lên iPhone 12 Pro Max nó có thực sự là xứng đáng, vậy có làm cho em cảm thấy hài lòng với cái mức đầu tư của em hay không? Với em thì em thấy từ 11 Pro Max mà lên 12 Pro Max thì thật sự là không xứng đáng lắm. Không xứng đáng, nó chỉ xứng đáng ở những điểm nào? Có nghĩa là em thích những điểm nào sau khi mà nâng cấp lên thế iPhone 12 Pro Max? Cái điểm đầu tiên thì bởi vì nó là iPhone cái đã. Ok, rồi, một chiếc iPhone mới. Cái điểm thứ hai thì đối với em thì cái iPhone 12 Pro Max á, nó có cái màn hình bự hơn một xíu. Bự hơn, hiển thị được nhiều nội dung hơn một xíu. Rồi. Còn điểm nào nữa không? Còn điểm nào em còn thấy nó hấp dẫn hơn nữa không? Thiết kế à? Thiết kế thì em thấy cũng bình thường, tại vì em xài thì em cũng đeo ớt thôi. Đúng rồi, cái này là cái quan trọng này các bạn này. Các bạn nếu mà muốn người ta phân biệt, hoặc là những người xung quanh của chúng ta phân biệt rằng là liệu mình có đang sử dụng thế iPhone 12 series trở lên hay không á, thì chắc chắn các bạn sẽ không được mang ốp, bởi vì có mang ốp đi rồi á thì đây, chiếc iPhone 11 hay là iPhone 12 Pro Max á, nó cũng chả khác gì nhau các bạn ạ. Bởi vì mang ốp vào á, đâu có thấy được những cái vết cắt sắc cạnh ở trên thế iPhone 12 Pro, đúng không các bạn? Cho nên là anh em nào khuyên nha, các bạn muốn khoe là với mọi người rằng là tôi đang sử dụng iPhone, thế iPhone mới nhất thì nên không mang ốp lưng. Nhưng mà điều này thì các bạn sẽ phải đánh đổi một thứ, có thể những người xung quanh biết, nhưng mà cái việc mà chúng ta rơi rớt và sửa chữa của những chiếc iPhone thì nó sẽ trở nên rủi ro hơn rất là nhiều. Vậy thì những cái điểm nào mà em cảm thấy là không yêu thích ở trên thế iPhone 12 Pro Max mà làm cho em cảm thấy chưa thực sự hài lòng? À quên mất, là hôm trước anh thấy rằng là em có test về phần camera của iPhone 12 Pro Max á. Nếu mà em so sánh ở góc độ người dùng cơ bản, các bạn ấy chỉ có đăng Facebook thôi á, thì cái sự khác biệt giữa 11 Pro Max và 12 Pro Max nó có lớn hay không? Và chụp đêm nó có tốt hơn hay không? Với em thì những người dùng cơ bản á, thì giữa hai chiếc điện thoại chụp lên nó cũng không có nhiều khác biệt. Một chất ảnh thì em thấy nó cũng gần như là tương đương với nhau. Thuật toán nó khá là giống nhau, đúng không? Nhưng mà nếu mà chụp đêm thì, nếu mà muốn yêu thích chụp đêm tốt hơn thì em thấy rằng là 12 Pro Max có tốt hơn không? Nếu về chụp đêm thì 12 Pro Max nó tốt hơn 11 Pro Max. Thuật toán nó tốt hơn. Em có hỏi rất là nhiều người dùng thì họ không có thích mà chụp kiểu như chụp quá tối, nên hầu như cũng không có nhiều tác dụng nhiều. Nói chung là cái đó chỉ để múa là chính thôi, hoặc là những bạn nào mà yêu thích kiểu như là các bạn
có một cái keyboard và thích đi nhiếp ảnh thì nó sẽ phù hợp, còn với những người dùng cơ bản thì nó không mang đến quá là nhiều những tích cực lắm, đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, đó là một cái chia sẻ rất là thẳng thắn của bạn Khang. Với người dùng cơ bản thì cái sự khác biệt giữa 11 Pro Max và 12 Pro Max về cái chất lượng camera các bạn chụp xong để up lên Facebook á, nó cũng chả khác biệt cho mấy. Và đặc biệt nha, anh thấy rằng là các bạn nữ khi mà sử dụng iPhone á luôn cài thêm một vài những app thì anh thấy rằng cái sự khác biệt nó cũng chẳng có đâu, bởi vì lúc đó thì những cái app bên kia nó sẽ xử lý là phần nhiều. Vậy thì nói về phần pin trước đi ha. Bên cạnh cái việc là camera thì nó sẽ có sự khác biệt, nếu dành cho những anh em nào yêu thích chuyên nghiệp á thì nó sẽ là phần chụp đêm. Vậy thì phần pin, thời gian đầu em sử dụng iPhone 11 Pro Max và thời gian đầu em sử dụng iPhone 12 Pro Max thì em thấy rằng là pin của cái máy nào tốt hơn? Với em thì cái thời gian đầu tiên em lấy 11 Pro Max thì pin nó tốt hơn. Tại vì lúc đó em lấy cũng khoảng buổi sáng em xài, chắc lúc đó thì ban đầu điện thoại mới mà. Đúng rồi. Mình muốn xài hết cạn rồi mình mới sạc thì em phải thức tới 2 giờ sáng mới hết pin mà em sạc. Rồi đối với 12 Pro Max thì nó không có thời pin cao, không giống trâu luôn như vậy. Ở anh nghĩ là một phần nó có thể là do kích thước màn hình đợt này được nới ra một tí xíu thì pin nó cũng không thể là trâu bằng so với là 11 Pro Max được. Anh thì cũng chưa có cơ hội xài cho nên là cũng không dám. Nói chung là đây là những cái chia sẻ rất là thẳng thắn của bạn Khang. Sau khoảng tầm một tuần bạn ấy đang sử dụng chiếc iPhone 12 Pro Max. Còn về hiệu năng, nếu ở góc độ cá nhân của em nha, em không phải là một người chơi game quá nhiều thì em thấy rằng là cái hiệu năng của hai chiếc máy này nó có mang đến một cái sự khác biệt rõ rệt nhất dành cho người dùng nếu các bạn ấy mua về chỉ để lướt Facebook, chỉ để rằng là nâng cấp lên bởi vì nó là một chiếc iPhone mới hay không, thì em nghĩ rằng là nó có sự khác biệt nhiều. Với em thì cái phần hiệu năng nó cũng không có khác biệt gì nhiều. Với những ai lướt Facebook hay là lướt web thì 11 Pro Max hay 12 Pro Max thì nó cũng tương tự nhau thôi. Cái điều này thì anh cũng là đồng ý với em, bởi vì anh thấy rằng là những chiếc máy cũ trước đây của Apple, ví dụ như là thế iPhone XR, bây giờ nó vẫn đang có một cái hiệu năng rất là tốt. Cho nên là với ở góc độ cá nhân thì anh thấy hôm trước anh có thử sử xài qua rồi thì anh thấy là cái sự khác biệt nếu mà các bạn sử dụng những tác vụ cơ bản hàng ngày á thì 11 Pro Max và 12 Pro Max nó không mang đến quá là nhiều những cái sự khác biệt mà chúng ta có thể là thấy được bằng mắt thường, bởi vì nền tảng iOS nó đã rất là mượt mà rồi. Nói như thế này thì các bạn cứ bảo là nâng bi cho Apple, nhưng mà công nhận là những chiếc máy của Apple á, cái nền tảng iOS mình thấy rằng là cái thao tác vuốt, những cái thao tác cử chỉ vuốt trên màn hình nó cực kỳ là mượt, mặc dù là Android cũng đang cố gắng là học hỏi thêm một chút ở cái nền tảng iOS. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là vẫn nó không thể bằng được so với là nền tảng iOS ở những cái thao tác là vuốt chạm các bạn ạ. Ok, đó là ở góc độ những cái điểm mà em thích và những cái điểm em chưa thích về thế iPhone mới của Apple. Vậy thì nếu mà các bạn đang phân vân giữa là iPhone 11 Pro Max, đang sử dụng cái máy đó, muốn nâng cấp lên iPhone 12 Pro Max, mà nếu các bạn không có một cái nhu cầu gì đó quá là đặc biệt thì em nghĩ rằng là các bạn còn nên nâng cấp hay không? Với em thì những bạn nào mà đang xài 11 Pro Max á, cũng không nhất thiết phải lên 12 Pro Max. Trừ khi mấy bạn đó có quá nhiều tiền thôi. Ok, mấy bạn muốn lên thì em không có ý kiến gì được. Ok, nói chung là nếu mà các bạn đang có một cái tài chính hạn hẹp trong cái mùa dịch Covid này á, các bạn đang sử dụng iPhone 11 Pro Max á và đang phân vân là liệu có nên chi tiền thêm để lên iPhone 12 Pro Max á, thì ở lời khuyên của Khang là không nên lên. Còn ở lời khuyên của mình cũng là không nên lên các bạn ạ. Trừ khi các bạn có rất là nhiều tiền và bạn là một fan cứng của Apple, cực kỳ là nhiều tiền, tiền nhiều không biết để làm gì, thì nên lên thôi. Nói chung là lên và đừng có xài ốp lưng, thì người ta sẽ biết, những người xung quanh của chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta đang sử dụng thế iPhone 12 Pro Max nha. Ok, vậy thì anh cũng cảm ơn Khang rất là nhiều đã tham gia cái video ngày hôm nay. Và sau video ngày hôm nay, Khang cũng chính là người editor các bạn ạ. Cho nên là đẹp hay không cứ hỏi Khang nha, còn mình chỉ biết là ngồi chém gió các bạn thôi. Còn với những bạn nào mà đã lên iPhone 12 Pro Max, các bạn có suy nghĩ gì, đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn đến bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.